Ông đâu bao nhiêu tuổi rồi? À, biết. Ông tên gì? À, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi gặp một nhân vật. Cái nhân vật này là mình tin chắc là sẽ ấn tượng tuổi thơ của các bạn rất là nhiều nha các bạn. Mình đang ở chợ Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long nha. Đây. Đây là ông Méo nha các bạn. Nhớ con không? Yeah. Mới chở hôm qua. Sáng giờ ông làm gì đây vậy? Chơi ông đâu bao nhiêu tuổi rồi? À, biết. Ông biết. Ông tên gì? À, ông biết. Ông biết luôn. Dép đâu? Dép ông đâu? Ông đâu có mang được đâu. Không có hả? Chứ mua cho tôi dép nha. Không được. Mang không được hả? Ở nhà ông ở đâu? Ngày tối không ngủ đâu Méo. Trời, tối nè là cô này là cho Méo ngủ ở trên chỗ này nè. Tối ngủ văn mùng đồ. Méo ông hiền lắm, bởi vì đi đâu lại cũng thương hết trơn á. Sáng ăn cơm chưa? Chưa hả? Đói bụng không? Không hả? Xíu con trở về nhà con ăn cơm nha. Cái xíu về trả về ăn cơm. Sao tối văn bụng cho ổng? Dạ thì... Dạ thì ông Méo ông Hiền. Chơi đi. Em chơi đi rồi chút về. Chút nữa. Chưa chưa con trở về đây chơi. Ha. Rồi giờ lên xe đi nha. Đi. Rồi giờ con trở về nhà ăn cơm nha. Về nhà con ăn cơm nữa. Nè, cười lên không chào là trai. Ghế của em lên xe đi, ghế của em. Đó, lên xe nghe. Đó. Đó. Ôm vừa vừa, đừng ôm xiết quá, ông mệt. Nó dính vào 12, dính hết trơn toàn bộ nghe, ai cười lắm nha. Đó, đó chơi. Nhất là cái chảo bà Tư á. Bà Tư đi chảo. Ôm vô. Quay vô nhớ trả điện thoại nha, lấy điện thoại đi về nhà luôn đi. Được chưa? Rồi, đi nghe. Được chưa? Rồi, bye bye đi. Rồi, bye bye. Đang chở con Méo về nha các bạn. Mừng không? Rồi, gần tới nhà các bạn ơi. Rồi. Dạ, xe bây giờ mình tới nhà rồi, giờ mình xuống xe nha. Vô nhà nha. Rồi. Ai. Giò cẳng vậy đâu mà ăn dép được đâu đấy thôi. Rồi, giò cẳng. Giò qua nè, thấy không? Ừ. Mấy con tại giò hôm nay, ngón giò hôm kia, hai ngón chặt lách được lên thôi. Rồi, giờ mình tới nhà rồi, mình vô nhà nha. Giò qua nè, vô. Nhà, vô nhà. Có nhà không? Này, xuống dốc để té. Rồi qua đây ngồi nha, qua đây ngồi uống nước đi.
khát nước quá trời các bạn ơi. Sáng giờ chưa có uống nước nè. Uống nữa không? Đi con gót nữa cho nha. Rồi đi con gót nữa cha. Không. Tội quá. Ông tên gì? Ai? Không biết. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Không biết luôn. Nhà ông ở đâu? Đang hả? Bữa nào lúc bé nhắc gì nhà nghe. Nhắc gì nhà phải nghe. Này nằm im quá trời im mày. Đây các bạn ơi, con méo thì cái chân nè. Đó, chân là không có mang dép. Ngón giờ này ngón đỏ sao bạn? Ngón này ngón kia đâu có mang dép được. Con méo được mấy bộ đồ? Hai bộ. Hai bộ à? Lớn. Xá sĩ phải không? Bữa mình xá sĩ. Rồi sáng là ở chợ Lộc Hòa. Rồi khi nào mới về chợ xá sĩ? Chút nữa. Chút nữa. Rồi đi bộ về hả? Rồi có ai cho có gian không? Rồi đi bộ về đó. Rồi chừng nào mới tới? Chút nữa. Từ cầu xá sĩ mà đi từ chỗ Lộc Hòa qua xá sĩ xa lắm. Bộ đồ này mặc mấy ngày rồi? Mấy ngày? Bộ đồ này mặc mấy ngày rồi? Hai ngày rồi. Ừ. Rồi mấy ngày rồi chưa tắm? Tắm rồi. Rồi chút xíu con dẫn đi tắm nha. Chút xíu dẫn đi tắm cho mát. Nhớ đường về nhà không? Ăn gì à? Gì à? Sao không gì á? Ừ. Chứ. Về thăm nhà. Ai? Về Lộc Hòa. Về Lộc Hòa. Về Lộc Hòa. Nhớ nhà không? Không nhớ luôn. Ông Méo ơi, ông Méo không về nhà bao lâu rồi không về nhà? Không biết luôn. Đây là bộ đồ này đã 2 ngày rồi không tắm nè các bạn ơi. Bữa con nhà con cháu mình đó. Quên, quên hỏi nhà bà nội á. Quên. Chỉ lạ đó. Hồi đó ra chưa cắt nhà cắt mình. Có lẽ là do cái chân hình hài méo mó nên là ông á, mọi người hay gọi ông là ông Méo. Đi ra phía sau chơi ông ơi. Đi ra phía sau chơi. Đi. Đi ra thăm nhà nha. Đi. Ở nhà của con ngay đây có cái gì nha. Đi. Khát nước nữa không? Khát nước không? Không không. Đi. Con này con gì? Trăng. Bự không? Đây là con trăng nha các bạn. Nhà mình đưa trăng nha. Đó, bự lắm. Đây, qua bên kia kìa, qua bên kia kìa. Đó, đi qua bên kia. Bự không? Đây, cho sao này, nó đu chăn nha. Này, dẫn con Méo đi coi con chăn. Sợ không? Sợ. Bự không? Đó, đó. Dạ. Đây, cái chân của ông đây các bạn ơi. Đó, cái chân của ông á, giờ là sình đất hết rồi. Do là móng tay, móng giò nhiều. Cũng dài quá rồi, chút xíu là mình sẽ hết móng giò cho ông luôn. Do các ông mà chân của ông không có mang dép được nên là cũng rất là dơ nè. Do chân ông là cũng méo mó hết mà cũng không có mang dép được. Bộ đồ này là 2 ngày chưa tắm nè. Đi vậy không nhớ nhà không? Rồi ông có con gì không? Có con cái không? Không có gia đình luôn. Người sao ông có nhà mà ông không về mà ông đi thích đi như vậy vậy ông Méo? Ông đã tóc ra bạc hết rồi các bạn ơi. Là mình đoán là ông chắc khoảng chừng hàng 80 rồi. Khoảng 80 tuổi hoặc hơn 80 tuổi rồi. Nhớ quà không? Nhớ quà không? Nhớ.
đi đón à, đón những bao quà. Lâu lắm rồi, cũng mấy năm trời rồi thì ông Méo không có gặp được ba quà, nên người đã cu mang ông Méo là trong một suốt một cái thời gian dài. Ông Méo đang đón. Dạ. Dạ. Chào con Méo, chúc mày ăn cơm ra. Đông, 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 đông. Nhớ không? Nhớ hả? Thương không? Cái gì tiền hả? Có không? Có tiền không? Có tiền hả? Lấy tiền cho ha. Cho tiền mà ăn bánh. Hả? Ăn. Cho mà không? Không. Trời ơi, tao thương tao cho tiền không chịu. Thấy không? Thương quá ha. Lâu quá không có gặp em. Hồi đó nhớ ngủ đây không? Hồi đó ngủ đây nè. Ngủ đó. Tí nữa lên về kêu ngủ. Nhớ rồi, mấy năm rồi, ông nhớ rồi mấy năm rồi, không quay về đây. Mấy năm rồi? Chắc không mấy năm, 6 năm. Con gì vậy? Con 8, 9 năm rồi, cũng gần chục năm rồi, ông Méo là chưa có quay lại đây. Này, nó quay lại là mừng quá, mừng rồi. Chúng ta đang cơm nha. Cắt nước không? Cắt nước, lấy nước uống. Uống thuốc bổ. Uống thuốc bổ nha. Uống thuốc bổ khỏe lại. Thôi vô lấy thuốc bổ uống. Vô lấy, để lấy thuốc bổ uống nha. Rồi, rồi đi ha. Ông uống đi. Để lấy thuốc nha, thuốc bổ uống nha. Mừng, bữa nay mừng quá trời mừng rồi. Cả chục năm rồi đâu có gặp lâu. Rồi để nhìn qua con lấy thuốc vô uống nha. Uống cho khỏe đó. Dạ. Thôi mình vô nhà đi không? Ở đây hơi nắng lắm, đây nắng lắm. Ở đây ha, không chịu vô nhà, không chịu vô nhà. Rồi vô nhà lấy thuốc uống nha. Nhà ăn cơm. Nhiêu tuổi rồi? Không biết hả? Không biết. Không biết nha. Ông đã lớn tuổi cỡ ông tuổi cha mình rồi, cỡ ông mình rồi, nhưng mà bây giờ ông không có nhớ là mình đã bao nhiêu tuổi luôn. Nhưng mà sức khỏe ông cũng yếu lắm, chân ông yếu lắm. Rồi cái này là để chút xíu là đợi hết sôi rồi uống. Từ từ nó sôi hết thuốc nha, uống nha. Im không? Im ha. Rồi nằm ở trong chợ có im được vậy không? Không. Rồi tối ông ngủ trong chợ ngủ được không? Được. Rồi ông Méo nằm nghỉ chút xíu đi. Rồi chút xíu là con đang pha nước rồi. Chút xíu con dẫn vô tắm nha. Này nha. Rồi áo đẹp quá. Áo dừa đó. Áo dừa đó. Dừa ha. Rồi giờ mình đi tắm nha ông. Rồi chuẩn bị đi tắm mình cho mát mẻ nha. Rồi vô tắm, đi vô tắm.
đang dẫn con Méo đi tắm nha các bạn. Bên đây, đi bên đây nha. Rồi vô mình kỳ dò kỳ cẳng trong. Rồi vô đây. Cắt móng chân xong rồi trơn rồi, rồi mình tắm nha. Ừ, tắm cho mát nha. Dạ. Trời ơi mát mẻ dữ rồi. Ở đây làm móng rồi làm chà chân rồi sạch sẽ rồi ha không nha. Mát không? Mát. Trời ơi bộ đồ đẹp quá ta ơi. Rồi đi. Nay mình ăn cơm ngon một bữa nha. Đây, giờ mình đã dẫn con Méo đi ăn cơm nha các bạn. Đây, hôm nay là ông được ăn được một bữa cơm là ngon. Giờ ông không có găng nên ông nhai rất là lâu các bạn. Không có găng nên ông nhai rất là ngon quá. Rồi bữa nay mình ăn ngon một bữa rồi. Rồi giờ mình bữa nay là mình ngủ ngon một bữa nữa nha. Rồi giờ mình lên mình nằm ngủ cho ngon nha. Rồi chiều con đưa về. Về con đưa về ra chợ. Dạ. Rồi con nằm nghỉ ngơi nha. Dạ bữa nay ngủ một giấc cho ngon rồi mình chiều mình về. Dạ. Rồi giờ mình về nha. Mắc cỡ quá.